Chúng ta bắt đầu chương 1 với ta ôm lại cái phương trình vi phân bậc 1. Thì trước khi đi vào định nghĩa phương trình vi phân bậc 1 thì chúng ta sẽ nhắc lại phần mô hình hóa modeling. Hầu hết các hiện tượng tự nhiên của mình được mô hình hóa bằng các phương trình toán. Thì bên phải chúng ta thấy ở đây cái hệ thống tự nhiên này. Và chúng ta từ cái hệ thống tự nhiên thì tự nhiên này chúng ta có thể mô hình hóa mô hình bằng một cái một loạt những cái công thức toán học để cho biểu diễn cái mối quan hệ của các phần tử cũng như các hiện tượng ở trong cái mô hình thực tế của mình. Và công việc của mình là đi giải cái các phương trình toán này, và nếu như sau khi đó chúng ta có thể dự đoán được cái kết quả, gọi là nếu như chúng ta có cái thập đầu vào, vân vân. Thì cái quá trình mà chúng ta thiết lập một cái mô hình, giải một cái mô hình toán và chúng ta có thể đưa ra kết quả thì nó được gọi là cái quá trình mô hình toán, hoặc ta gọi tắt là mô hình hóa. Từ mô hình hóa như vậy thì hầu hết các hiện tượng tự nhiên, các hệ thống tự nhiên thì được mô hình hóa dưới cái công thức toán học, và một trong những cái phương trình toán học được sử dụng nhiều nhất để hỗ trợ cho quá trình mô hình hóa đó là phương trình vi phân, bao gồm có vi phân bậc 1, bậc 2 và vi phân bậc cao hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta lại nghiên cứu phương trình vi phân ở cái phần đầu của chương trình. Giả sử như chúng ta có cái hòn đá rơi tự do thì người ta cũng biểu diễn bằng cái phương trình y phẩy phẩy bằng g. Thì chúng ta nhớ là cái này đó chúng ta học đó là gia tốc trọng trường, và chúng ta không hiểu tại sao nó có công thức gia tốc trọng trường bằng một hằng số. Vậy thì trong quá trình học chúng ta sẽ đi chứng minh cái này, có nghĩa là cái vật rơi tự do này để được mô hình hóa bằng cái công thức này. Hoặc chúng ta có cái vận tốc của một cái người nhảy dù đi, thì nó cũng được mô hình hóa dưới dạng như thế này. Và tương tự, ở đây tôi có mình có cái bể nước và mình có cái vòi, thì chúng ta sẽ xem bao cái mực nước này, nó cái mối hệ mực nước như thế nào, thì chúng ta sẽ có cái phương trình là đạo hàm của h bằng chữ k nhân cho k bằng 2 h để thể hiện mối quan hệ trong cái hệ thống của mình. Thì đó, cách những cái này chúng ta gọi là cái mô hình toán học của cái hệ thống tự nhiên này. Và cái mô hình toán học này thường biểu diễn dưới dạng các phương trình. Phương trình vi phân là một những phương trình được sử dụng nhiều nhất, và chúng ta có vi phân bậc 1, bậc 2, bậc n, vân vân. Ví dụ như các hệ thống lò xo, các hệ thống tính dao động tín hiệu hoặc các hệ thống mạch điện cũng được mô hình dưới các phương trình. Và trong quá trình học chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những cái ứng dụng của cái phương trình phân vào việc mô hình hóa những cái bài toán cụ thể. Như vậy định nghĩa được phương trình vi phân là gì? Phương trình vi phân được định nghĩa là một cái phương trình nó bao gồm đạo hàm vài hoặc vài cái đạo hàm của những cái hàm chưa biết, và những hàm chưa biết này tôi gọi là hàm y, được ký hiệu dưới dạng y bằng fx hoặc là ix, hoặc là ta dùng it nếu chúng ta biểu diễn một cái mối hệ theo thời gian thông thường trong quy trình của mình. Thì mình dùng, đôi lúc mình dùng y, hoặc đôi lúc mình dùng y t. Cái này người ta gọi là cái phương trình vi phân gì? Phương trình vi phân ở trong phương trình. Ví dụ hàm y thì nó tồn tại cả y và đạo hàm của y. Thì cái bậc của cái đạo hàm nó sẽ được dùng để đặt cái bậc phương trình vi phân. Ví dụ như vậy thì cách ghi phương trình vi phân, người ta có một cái hàm, thông thường từ hàm fx bằng 0 là cái phương trình của x. Ở đây chúng ta có f của x và y, và y phải trong đó y là cái hàm của fx bằng 0 thì nó gọi là phương trình vi phân. Và ở đây đạo hàm bậc 1 nên cái này gọi là phương trình vi phân bậc 1, gọi là first order bậc 1. Thì một cái hình thức ghi khác nữa, chúng ta có thể ghi là đạo hàm của y bằng một cái hàm của x và chính với y. Thì cái hình thức này người ta gọi là hình thức hiện. Hình thức hiện, còn hình thức này người ta gọi là hình thức ẩn, explicit form và implicit form, hình thức hiện và hình thức ẩn. Thì ví dụ chúng ta có một cái phương trình phân x trừ mũ trừ 3 nhân cho đạo hàm của y bằng trừ cho y 4 y bình phương bằng 0, mà trừ 4 y bình phương bằng 0, trong đó x khác 0. Hoặc chúng ta có thể ghi lại dưới cái dạng hiện như sau: y phẩy bằng 4 x mũ 3 y bình phương, thì đem ta thấy đạo hàm của y bằng một cái hàm theo x và y. Đấy là cái phương trình vi phân bậc 1. Như vậy thì cái phương trình này có ý nghĩa gì? Mình nhìn vô cái phương trình, thông thường cái một cái hàm
y bằng fx là cái mối quan hệ rõ ràng giữa y và x. Vậy dễ dàng nếu như mình có hàm y bằng fx, mình có x thì chắc chắn mình tìm được y đó, cái mục đích cuối cùng của mình. Ví dụ chúng ta có một cái hàm sin theo thời gian, thì nếu chúng ta biết được thời gian tại vị trí nào thì chúng ta sẽ tính được giá trị y. Như vậy thì mục đích này, đối với cái phương trình này thì mình sẽ không biết được cái mối quan hệ gì của y và x, bởi vì nó liên quan tới, nó còn tồn tại với đạo hàm. Như vậy thì để giải cái này thì mục đích chúng ta đi tìm một cái hàm y bằng fx thỏa mãn cái phương trình này. Thì khi đã có cái y bằng fx rồi thì các bạn đã có cái mô hình của nó rồi, thì các bạn có x các bạn sẽ có y. Như vậy mục đích của đi tìm cái nghiệm của phương trình vi phân là các bạn tìm một cái hàm y bằng hx nào đó. Chúng ta tìm cái hx này thì trong đây nó thể hiện cái mối quan hệ của x và y, thì cái này nó gọi là cái nghiệm của phương trình vi phân bậc nhất. Như vậy thì và nghiệm này nó ở trong một cái khoảng AB nào đó. Ví dụ chúng ta có cái hàm y phẩy bằng cos x, thì y phẩy nó được ký hiệu bằng đạo hàm của y theo đạo hàm của x, bởi vì mà định nghĩa y này là một hàm của x. Như vậy thì đạo hàm của y theo x bằng cos x. Chúng ta thấy nếu chúng ta bỏ cái dấu đạo hàm này thì mình có y bằng cos x, thì đương nhiên cái hàm y bằng cos x chúng ta không cần phải giải, chúng ta không phải tìm, bởi nó thể hiện rõ ràng một cái mối quan hệ của y và x. Nếu chúng ta có x mình chắc chắn sẽ có y, một cái ánh xạ từ hàm x sang hàm y nó quá rõ ràng. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một cái hệ thống nó biểu diễn bằng y phẩy bằng cos x, thì cái mình cũng không biết cái mối hệ của y với x, chúng ta phải đi tìm. Thì để giải cái này chúng ta dùng cái phép đơn giản, chúng ta lấy tích phân hai vế, bởi vì đạo hàm thì nó tích phân chúng nó sẽ mất cái dấu đạo hàm này, thì chúng ta lấy tích phân nó có y bằng đạo hàm tích phân của cos x dx, mà tích phân của cos x dx nó lại bằng hàm sin x cộng c, bởi vì đạo hàm của sin x cộng c lại bằng cos x. Chúng ta lấy c là một cái hàm số tự do. Trong phương trình này thì mình chọn c bao nhiêu thì nó cũng thỏa mãn được cái này hết. Như vậy thì nghiệm của cái này nó là một cái mối quan hệ của y bằng sin x cộng c, vậy nó không phải là một nghiệm mà nó là một cái dãy nghiệm. Vậy hiện tại khi c thay đổi thì cái dãy nghiệm này nó thay đổi, thì như vậy thì chúng ta vẽ được, chúng ta thấy một cái mối quan hệ y bằng sin x cộng c, nếu chúng ta thay đổi c thì nó sẽ dịch, nhưng tuy nhiên mình thấy cái hình dạng nó không thay đổi, nó chỉ dịch từ dưới lên trên, bởi vì cái y này nó được cộng thêm một cái hằng số. Như vậy thì cái này người gọi cái tập nghiệm hay là nghiệm chung của cái phương trình vi phân. Chúng ta không xác định được nó là đường nào trong đây, và để xác định chúng ta cần cái điều kiện đầu. Như vậy thì để đầu tiên để giải cái phương trình vi phân bậc một, chúng ta làm quen được nó khá đơn giản, đó là chúng ta làm sao chúng ta biến mất cái đạo hàm này, và cái đạo hàm bậc một biến mất nó cực kỳ đơn giản bằng cách chúng ta lấy tích phân. Và tích phân một cái hằng số bên đây thì chúng ta sẽ ôn lại, các bạn về ôn lại trong đầu quyển sách để các công thức lấy đạo hàm và nguyên hàm, nó cứ có nghĩa là các công thức đạo hàm và tích phân đó. Các bạn về các bạn ôm lại tốt phần đó, tức là cộng với chúng ta nắm cái này nữa, để chúng ta có thể giải được cái bài toán ở phần đầu chương về phương trình vi phân cấp 1. Rồi, thì trong để xác định được cái nghiệm đó chúng ta gọi là nghiệm chung. Tuy nhiên chúng ta cần một cái nghiệm duy nhất thôi. Trong các đường này thì tôi chọn một đường duy nhất. Tuy nhiên để chọn một đường duy nhất thì chúng ta phải có cái điều kiện. Tôi ví dụ điều kiện là cái đường này nó phải đi qua cái tọa độ x0, y0. Thì đương nhiên, bằng không thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn cái đường này, chúng ta không chọn đường chứng trên được. Như vậy thì cái nghiệm mà bao gồm tất cả này người ta gọi nghiệm chung, nó có C. Và nếu chúng ta tìm một con số C cố định hằng số nào cụ thể là con số để thỏa mãn một cái điều kiện nào đó thì chúng ta gọi là nghiệm viên. Nghiệm viên của phương trình vi phân hay nghiệm duy nhất. Đó là khái niệm nghiệm chung và nghiệm viên. Thì để xác định đó người ta gọi cái điều kiện ban đầu. Ví dụ người ta cho một cái hàm gì, trong trường hợp người ta cho một dẫn một hàm y phẩy bằng fx, thì người ta cho gì y của x không bằng không, có nghĩa là gì, tại hàm số, tôi giả sử y là một y bằng hx là một cái nghiệm, mình thấy tại vị trí x bằng không thì y của nó sẽ bằng y không, tại vị trí x bằng x không, xin lỗi, x bằng x không thì y của nó sẽ bằng y không, thì chúng ta dựa vào cái điều kiện này để mình đi tìm cái hàm số c. Như vậy thì để giải phương trình vi phân cấp 1 chúng ta có hai bước. Thứ nhất là chúng ta đi tìm cái nghiệm chung, và thứ hai chúng ta dựa vào điều kiện ban đầu là chúng ta đi tìm cái nghiệm riêng. Ví dụ chúng ta có một cái chất phóng xạ, nó có ban đầu là nó 0.5 ga. Mình sẽ tìm một cái lượng còn lại hiện tại ở một cái thời điểm sau đó.
và có cái bài toán ví dụ chúng ta có chất phóng xạ thì các bạn nghĩ chất phóng xạ nó sẽ mất dần 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 cái khối lượng của nó sau một thời gian, thì người ta đặt câu hỏi mình là hãy xác định cái thời gian cái khối lượng của nó còn ở thời điểm hiện tại và thời điểm hiện tại. Như vậy thì đầu tiên người ta thiết lập mô hình, thứ nhất là thiết lập mô hình hóa, là ký hiệu IT là một cái số lượng mà cái chất phóng xạ này nó còn lại ở thời điểm T, như gọi là IT. Theo cái định luật vật lý thì cái tỷ lệ thay đổi theo thời gian của nó sẽ bằng đạo hàm của T bằng D trên T T D T. Và theo cái phương trình vật lý cái này thì các bạn review lại, các bạn xem lại bên cái phần vật lý của mình thì chúng ta có đạo hàm của y theo t, các bạn đạo hàm của y theo t thì sẽ bằng, nó chính là cái lượng mà mất đi theo thời gian thì sẽ bằng là trừ k nhân cho y, trong đó k càng số dư. Và như vậy thì rõ ràng đây là một cái mối quan hệ thể hiện bởi cái phương trình vi phân bậc 1, và cái tôi cần tìm là cái hàm y theo t. Nếu có y theo t thì tôi có thể xác định y ở bất kỳ giá trị t nào đấy, và chúng ta phải đi giải cái này, chúng ta tìm được y theo t. Thì giải này chúng ta dùng phương pháp hồi nãy, chúng ta cũng đi lấy đạo hàm hai tích phân hai vế. Tuy nhiên chúng ta nhớ là điều kiện đầu, nếu t bằng không thì cái chất của mình nó ban đầu là 0.5 gram, vậy có phải y bằng tại thời điểm t bằng không thì cái y không của mình là 0.5 gram. Sau đó nó sẽ thay đổi dần theo cái phương trình y phẩy bằng trừ ki. Đó, thì dựa vào cái này thì chúng ta sẽ đi giải cái bước giải chúng ta có đây. Vậy chúng ta có cái hệ phương trình DI trên DX sẽ y phẩy bằng trừ ki và y không bằng 0.5. Các bạn đi giải cái này, đi giải cái này bằng cách chúng ta lấy lấy tích phân hai vế thì chúng ta có IT bằng C E mũ trừ KT, và các bạn thấy điều kiện ban đầu. Như vậy thì các bạn sẽ được cái giá trị cụ thể của mình là giá trị C. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm được C. Và sau khi tìm được C thì mình sẽ vẽ ra được cái C của mình là 0.5, mà sau khi tìm được C chúng ta sẽ tìm được có cái hàm y bằng 0.5 e mũ trừ kt với k bằng 1.5, k bằng 1.5 thì cái này bên vật lý ha. Thì các bạn sẽ có cái y bằng 0.5 t, có nghĩa là các bạn đã có cái mối quan hệ của t và y, nghĩa là ứng với thời điểm t chúng ta có y thì chắc chắn các bạn sẽ vẽ được cái đường này, vẽ được đường này bằng bằng cách các bạn cho t tăng dần, và các bạn vẽ cái này thì sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng vào MATLAB chúng ta vẽ nhanh cái này trên máy tính. Thì đây là cái kinh nghiệm của cái phương trình, và người ta xác định ứng với sau thời gian t bằng bao nhiêu thì cái lượng phóng xạ nó sẽ còn lại bao nhiêu dựa vào cái phương trình vi phân. Đó là một cái ví dụ cơ bản để chúng ta ứng dụng cái phương trình vi phân và giải phương trình vi phân với điều kiện đầu là gì. Thì để kết thúc cái này thì các bạn làm bài tập, thì trong đây các bạn làm bài tập số 1 số 8 là các bạn giải tập giải cho quen những phương trình vi phân này, và các bạn làm bài tập từ 9 đến 15 được bạn giải những phương trình. Các bạn cố gắng chúng ta đọc tiếng Anh và từ nào không hiểu chúng ta có thể tra từ điển, hoặc sử dụng Google chúng ta làm quen với cái tài liệu tiếng Anh để sau này chúng ta có thể mở rộng cái khả năng đọc tài liệu của mình. Thì các bạn đọc từ bạn làm từ câu 1 đến câu 8 và câu 9 đến 15 thì trong tuần này các bạn mới bắt đầu, cho nên ta cố gắng ta làm bài tập từ 9 đến 15 bài 16, chúng ta làm được chúng ta làm cả nghiên cứu bài 16 rồi. Bài 17 tới 20 thì các bạn đọc trước. Các bạn thật ra cái này các bạn cũng làm được luôn, cái bài tập này là cho cái phần chúng ta đã vừa lướt qua rồi, cho nên các bạn cũng có thể làm phần này luôn. Và các bạn nhớ là sau khi các bạn làm bài xong, các bạn làm giấy, các bạn lấy chụp hình bằng điện thoại lại và các bạn upload lên, các bạn nộp trong trước khi các bạn học tuần sau, nghĩa trước khi các bạn xem cái video clip cho cái chương tiếp theo, các bạn phải submit cái này trên trang LMS và tôi sẽ mở cái này cho các bạn để nào. Thì bạn nào có nghe cái clip này, có nghĩa các bạn đã nghe tới đây thì các bạn sẽ biết cách, các bạn đã biết cùng làm bao nhiêu bài tập và nộp như thế nào, thì thông báo là các bạn sẽ nộp trước ngày các bạn học lịch theo lịch chính thức. Ví dụ tuần sau các bạn có giờ ngày thứ ba thì trước ngày thứ ba các bạn phải submit trên trang online để chấm điểm, hoặc các bạn làm ra giấy A4 hoặc giấy tập cũng được, các bạn dùng rồi các bạn chụp hình lại và các bạn up lên dạng file PDF hoặc file ảnh. Và nhớ các bạn đừng quên ghi tên, họ tên, mã số sinh viên.